Kính Vân thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 29, thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 30 tháng 8 năm 2022. Mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần được ra ghế ổn định là trồng trên những cái chậu chỉnh cho các chú anh chị mình. Giờ chỉ cần mình treo lên mình trăm, không thêm cái bước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá anh bán là anh bao cứu hoàn chuyển toàn quốc cho những cái đơn hàng từ 130 lên. Thì mình ship hàng là toàn quốc luôn cả nhà. Nó đóng hàng rất là kỹ, đóng cái giá thể này nè, không gớt ra ngoài luôn. Nó cố định chậu bằng dây rút vô thành thùng. Giờ cả nhà nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Đó. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn, không để cho cả nhà chờ lâu. Hình số 1 báo hỷ nè. Báo hỷ mầm gốc lên đẹp tuyệt vời luôn. Đó, nguyên cái gì? Cái này nó còn nhảy con đó nha, dòng này nhảy con tu tổ luôn á. Rễ nè. Rễ ăn cứng ngắt cái dưới luôn rồi đó. Rễ ăn cứng ngắt cái dưới luôn rồi đó. Này cao tới móc này luôn rồi nè. Nguyên cái về cả nhà, 100k gộp đơn, hình số 1. Hình số 2 cũng báo hỷ. Nguyên cái về lớn. Tại cái loại này nè, nó thắt ngọn là xuống lá vậy nè, nó nằm trời nè. Đó, tới mùa là sẽ ra hoa, Tết nó sẽ ra hoa. Hoa của nó thì tuyệt tuyệt vời luôn, khỏi có che trúng ngay hoa đỏ thôi, tuyệt vời luôn. Đó, để mình lấy cái mặt hoa cho cả nhà mình xem luôn nha. Quên nữa. Lấy mặt hoa cho cả nhà mình xem cái hoa của báo hỷ. Hoa báo hỷ thì đẹp, khỏi phải chê. Tuyệt vời không? Đó, hoa nếu mà cho hoa đỏ thì nó vậy đó. Hoa trắng này cũng bị trang vậy đó, nhưng mà cái nó màu trắng thôi. Hoa cực kỳ. Cái dòng đang rẻ tiền mà đáng sưu tầm. Rồi, hình số 1, 100k. Gộp đơn cho mình nha. Hình số 2 cũng 100k. Gộp đơn cho mình luôn. Hình số 3. Đó, hình số 3. 80k gộp đơn nha. 80k rễ cứng chậu luôn. Rồi, hình số 4. Sóc thơm. Sóc này là sóc buôn đôn, sóc thơm mình nha. Sóc ta mình đó chứ không phải là sóc Lào, mà sóc Lào nó không thơm đâu. 150k bao ship, trồng hoàn chỉnh trên chậu phi 20, cực kỳ đẹp. Hình số 4, 150k bao ship. Hình số 5, lông tu sưng. Có lá là nó quẹt. Lông tu sưng 70k gộp đơn, cực kỳ đẹp. Hình số 6, trúc đen. Trúc đen hoa màu vàng, hoa có hương thơm nhẹ, cực kỳ đẹp. 100k gộp đơn, cây cao 1 mét mấy luôn. Hình số 6. Hình số 7, kiều mở ra. Nguyên cái về. Nguyên về lớn cả nhà. Rễ cứng chậu luôn, khỏi mấy bạn ăn cứng cái chậu luôn á, bao rễ cả nhà luôn. Hầu như về đang tơi không, 180k bao ship. Hình số 7, kiều mở ra. Hình số 8 là kiều dẹt, còn một chậu duy nhất luôn ở ngoài vườn hết luôn. Đó, không biết còn hồi nữa đi hay nó móc lên kỳ nữa, không biết còn sót đâu rồi nữa. Hiện tại giờ mình thấy là ngoài vườn hết á. Rễ. Rễ thì tu tủa luôn. Chậu này về mình làm giống thôi. Nha, về cả nhà mình làm giống, 100k gộp đơn. Kiều dẹt 100k gộp đơn. Hình số 8. Hình số 9. Châu gừng buôn đôn, dòng này thì hoa nó thơm khỏi phải bàn luôn. Hoa nó thơm là không có châu nào mà qua nó chứ. Đây con lá mít còn nguyên nè. Đây con lá mít còn nguyên, nó lá mít lòng dòng lá mít lá ngắn á, chứ nó không phải là cái cây nhỏ nhỏ đâu nha. Đó, cái loại lá mít lá ngắn này vậy chứ không phải nhỏ, là ở nhà mình nhìn cái gốc của nó nè, chi chít vừa hoa luôn, thấy không? Đó, chi chít vừa hoa luôn. Gốc của nó là chi chít vừa hoa luôn. Ở trong gừng á già luôn rồi đó. Hình số 9. Cây này nó bị lỗi lá nó còn ngọn nè.
cây này cũng bị lỗi lá cũng còn ngọn nè, cây này bị lỗi lá cũng còn ngọn nè, bán tính hai cây này thôi nè, được trồng thuần sẵn trên chậu phi 20 luôn, ghép cái thế là cực kỳ đẹp luôn. Ba cây này là tặng, tính hai cây này nè, 180 bao ship trừ tiền ship hết bốn mấy ngàn ra đó, hình số 9 180k bao ship. Hình số 10 là một con trâu chuẩn cừu Buôn Đôn, trong trâu lá mít cực kỳ đẹp, con này nguyên bản về thuần lại ra rễ luôn. Hình số 10 130k bao ship, ở gừng không tránh khỏi lỗi lá vậy nè, cái này là nó do cháy gừng vậy, trong gừng á, cái này thì bị con gì nó ăn á, con sóc con gì nó ăn. Cây lá mít cực kỳ đẹp, 130k bao ship cho hình số 10. Hình số 11 là hai con trâu, một cái con trâu lá mít và lá xếp luôn, của hoa cũ nè, của hoa cũ nè, chi chích luôn. Tết ngắm hoa nha, dòng này hoa thơm lắm, con lá mít là lá xếp nữa, cực kỳ đẹp. Trong gừng thì không tránh khỏi lỗi lá đâu, cái này là do nó nằm dưới tán cây nè, lá cây rụng đè lên nè, đó, rồi bị gì đó, cái này sâu xia dạng đó, mà nó không bị gì chứ, ở đâu trong gừng đó. Đây con nữa nè, là hai con 180k bao xếp, cực kỳ đẹp, rễ khỏi bàn luôn. Hình số 11, 180k bao ship, hai con trâu, một con trâu lớn lá mít nè. Cái góc của nó cả nhà nhìn nè, già luôn. Hàng gừng chuẩn quần Buôn Đôn cho cả nhà luôn. Hình số 11, 180 bao ship. Hình số 12, nên bán hạ giá cho cả nhà mình dễ sưu tầm nha, 130k bao ship, cũng một con cực kỳ đẹp, cái này dán thân dừa nha, đó tiểu cảnh thân dừa, trong gừng không dính thổi lỗi lá gì nè, đó hàng vậy nó mới gọi là hàng gừng, bước ngược như hàng công nghiệp thì nó không phải là gừng đâu. Hình số 12, 130k bao ship, cái gốc nó già luôn nè, bồi hoa cũ nữa nè, chi chích luôn hai bên luôn, 130k bao ship. Hình số 12, hình số 13 là ba con trâu chuẩn người Buôn Đôn, con này ăn nắng bằng ôm luôn, con này là lúc lấy về là nó đã vàng vậy rồi đó, lá chấm tím vậy nè, tuy nhiên mấy con này nó ít lá nha, đó, cái này do cháy gừng vậy đâu, đâu trong gừng, con này ít lá, con này ít lá, con này ít lá, ba con là nói chung nó già luôn rồi đó, nhưng mà nó ít lá thôi, bán rẻ cho cả nhà về làm giống, chăm lá đọt lên là nhiều lá lại, nó nhanh lắm, rẻ ăn cứng chậu, cứng vô chậu rồi nè, ra rẻ tôi tủa trên rồi đó, 100k gộp đơn. Hình số 13, rồi hình số 14, hình số 14 là địa lan tứ thời, một năm ra hoa bốn lần, hoa thơm, bộ hoa phát đứng, hoa thơm đó. Hình số 14, 100k gộp đơn. Hình số 15 cũng địa lan tứ thời đó, cũng 100k gộp đơn, mầm gốc đang lên, rễ cứng chậu luôn. Hình số 16, lan kim tuyến đó, cực kỳ đẹp, 180k bao ship, hạ cho cả nhà mình nè, ai chốt được chốt, cây lớn không nè, 180k bao ship, trồng khỏe, cực kỳ khỏe luôn, giá thể này là bao tốt luôn. Hình số 16, 180k bao ship. Hình số 17, 150k bao ship, lan kim tuyến, giờ nó không có hàng nữa đó. Hình số 18, quế lan hương, một về bốn ngọn, cực kỳ đẹp, rễ thì khỏi phải bàn luôn, 230k bao ship. Hình số 28, hình số 29, quế lan hương, cây lớn không, rễ rồi nè, rễ như cái màng luôn. Hình số 29, cây lớn không, bốn cây lớn không, 280k bao ship. Hình số 30, tiểu hồ điệp gừng, 100k gộp đơn. Hình số 31, hoàng thảo Henry, hạn cả thử coi có ai chốt, hoàng thảo Henry 230k bao ship, hết giá luôn nha, ai chốt được chốt, chốt đùm đêm mình trắng dưỡng chứ, hoa nó thì đẹp mà nó thơm nữa. Hình số 31, nguyên cái dề lớn luôn, mầm gốc lên nha, cái này mà nó lên mầm gốc nó lên cao cái thôi nó lùm chậu luôn, khỏi cái bàn ghế thì cứng chậu. Hình số 31, 230k bao ship,
cây cao cả mét đó. Hình số 32 thanh đạm Indo, dòng này thì mắc tài tiền nha cả nhà mình cân nhắc. Sổ hoa Tết, Tết thì sổ hoa thơm có cái bạn luôn. Nó sợ mà nó sai hoa như cái màn vậy. 230k bao ship. Hình số 32. Hình số 33 cũng là thanh đạm Indo. Đó, hình số 33, 230k bao ship luôn, dòng hoàn chỉnh trên chậu phi mưa bằng gió thông. Hình số 34 là kiều tím miền Trung. Kiều cực kỳ đẹp. Thân sinh dần luôn. Đang xứng mắt nụ chuẩn bị cho hoa. Giờ nó muốn nhú rồi luôn rồi. Xinh lắm rồi. Ghê hồn chưa? Thân rễ thì bao rễ luôn, khỏi phải lo, 200k bao ship. Cái nào anh bớt được thì bớt cho cả nhà mình thôi. Chứ bán định bán lời 10 ngàn 20 ngàn là đẩy luôn chứ không có để làm gì. Hình số 34 200k bao ship, kiều tím miền Trung. Hình số 35 cũng kiều tím miền Trung nguyên cái về nè. Về là mầm gốc lên là tròn ẩm luôn. Dòng này nhảy con lắm, rễ bao rễ luôn. Đó. Hình số 35 230k bao ship, cũng là hình cuối cùng. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ có số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị ở ngành nào chốt đó liên hệ mình qua số điện thoại 0766837646, cũng là số Zalo. Kết nối Zalo mình đặt hàng nó dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.